Hậu ly hôn, Lâm Khánh Chi trải lòng, chân thành và thật lòng chưa chắc đã cho ta kết quả tốt. Khán giả đều tỏ ra đồng cảm với Lâm Khánh Chi sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi xả kho bộ ảnh đẹp hút mắt người nhìn kèm dòng triết lý về tình yêu đầy sâu sắc. Nữ ca sĩ viết, có những thứ không trân trọng, sẽ mất đi. Nhưng cũng có những thứ chúng ta rất trân trọng mà cũng không thể nào giữ được. Chân thành và thật lòng chưa chắc đã cho ta kết quả tốt. Nhưng chân thành và thật lòng chắc chắn sẽ không hối tiếc thế thôi. Dòng chia sẻ của Lâm Khánh Chi đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Ai nấy đều tỏ ra đồng cảm với nữ ca sĩ sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn với Phi Hùng, Lâm Khánh Chi tự rút cho mình nhiều kinh nghiệm sống và có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống. Dưới bài viết, khán giả để lại bình luận như, suy nghĩ tích cực thì mọi thứ tích cực sẽ tự tìm đến với mình. Ngày càng xinh đẹp quá chị. Chúc chị sớm tìm được hạnh phúc. Chuẩn quá Lâm Khánh Chi ơi. Tháng 12 năm 2021, Lâm Khánh Chi và chồng trẻ tuyên bố ly hôn sau nhiều đồn đoán rạn nứt. Lâm Khánh Chi và Phi Hùng từng là cặp đôi đẹp trong làng giải trí. Thời điểm đến với nhau, cả hai gặp không ít điều tiếng từ dư luận. Sau chia tay, chồng cũ Lâm Khánh Chi đã nhanh chóng tìm được hạnh phúc mới. Lâm Khánh Chi thừa nhận cô cảm thấy tiếc nuối khi đã ly hôn chồng. Với Lâm Khánh Chi, khi được hỏi về chồng cũ nữ ca sĩ cho biết, thật sự đến ngày hôm nay nếu nói yêu cảm xúc tình yêu đã hết. Nhưng tôi không quên được anh Hùng vẫn thương, nhớ, vẫn muốn anh ấy có cuộc sống tốt, hạnh phúc.